Hello, xin chào các fly. Hôm nay bài sẽ review cho các bạn những set đồ mới về. Các bạn đã nhìn qua ở đây là các bạn biết cái nào ở trong bộ nào rồi phải không nào? Tuy nhiên, bay không biết Hansu thì à. Những cái anime này nhiều khi bay chưa coi qua, ví dụ như Fairy Tail bạn đã coi qua đâu. Bay không hề biết những cái chìa khóa này của Lucy luôn. Hay là không hề biết những thứ này là của Sakura. Đấy. Đấy là do bay chưa coi, nếu bay coi rồi chắc bay sẽ biết. Thì chúng ta hôm nay sẽ review nhanh hôm nay có những bộ gì nào. Trước tiên đó chính là bộ trò chơi ngàn năm của Yui, một bộ mà bay chưa coi bao giờ. Đây có trò chơi ngàn năm, đồ chơi ngàn năm, chìa khóa ngàn năm, cán cân ngàn năm, chìa khóa để vô tim người khác nè các bạn. Còn riêng cái này không phải là đồ chơi ngàn năm, cái này đồ chơi có vài năm gần đây thôi. Yeah, 1000 năm trước chưa có cái này các bạn nha. Cái này dùng để đi qua một thế giới khác thì phải, bay nghe đồn như vậy đấy. Bộ trò chơi ngàn năm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món. 3, 6, 7, 8, ủa. Có 7 món các bạn nha. Món lạc loài nữa là 8. Một bộ trò chơi ngàn năm của Yugi các bạn đã có chưa nào? Ây, tí chết. Tiếp theo đó là gì nào? Đó chính là một bộ nhẫn Hitman Reborn, nói về một tổ chức mafia ở Ý. Ở Nhật Bản. Chuyện Nhật mà Ý vô lý nhỉ? Cứ như là vô không bằng. Đây là một cái nhẫn bao gồm có 6 thằng phòng vệ với lại gọi là chùm cầm đầu băng đảng nè, cái thằng xã hội đen đứng đầu nè, nó mới cầm cái nhẫn này gọi là nhẫn mặt trời các bạn nha. Xung quanh nó có 6 màu khác nhau nè, đó, có 6 màu xung quanh. Và mấy thằng đàn em mỗi thằng đeo một cái, có sức mạnh gì thì bay không biết, nhưng mà nhẫn rất là đẹp, các bạn không đeo không trang trí, để trưng bày cũng được, hoặc các bạn đeo cái ở giữa cho đàn em của các bạn đeo những cái xung quanh cũng được nha. Đây một bộ nhẫn Hitman Reborn có nguyên hộp cho các bạn luôn. Một hộp rẻ bè mà trang trí thì tuyệt đẹp. Các bạn có thể coi giá lại trên Lazada, Shopee hoặc là Facebook Buy Store nha. Bộ thứ ba đó chính là một bộ chìa khóa Fairy Tail của Lucy. Và bạn nghi ngờ có một số không phải là của Lucy. Có dây chuyền của Grey rồi biểu tượng của hội Fairy Tail nè. Phim này bay chưa coi bao giờ nên bay không có biết nhiều lắm. Bay chỉ biết đây chính là 12 cung hoàng đạo. Và cả thiên bình, rồi bọ cạp, rồi châu bò, rồi sư tử, rồi các kiểu trong này nè các bạn. Rồi các chìa khóa có các tính năng khác nhau. Mỗi chìa khóa mở ra một chiều không gian riêng và gọi một nhân vật ở trong đó ra. Nếu nhân vật đó nghe lời mình thì nó sẽ giúp mình, còn không nghe lời mình nó sẽ đánh mình sấp mặt các bạn nha. Đây là chính là bộ chìa khóa của Fairy Tail. Tiếp theo đó chính là bộ đồ nghề của Sakura. Như các bạn biết, Sakura là một anime gắn liền với tuổi thơ của nhiều người và bay cũng chưa coi cái này bao giờ. Nhưng mày biết, đây chính là hành trình tìm những lá bài của một cô bé mang tên là Sakura. Và cô bé có khá nhiều đồ chơi ở đây. Những lá bài tại sao cô bé phải đi bắt lại? Vì chính cô bé thả ra. Cô bé thả ra làm gì? Bắt lại và biến nó thành của mình, tạo nên bộ bài Sakura. Là bộ gốc là bộ cười lao các bạn nha. Và bị cô bé chiếm đoạt biến thành bộ Sakura. Và có rất nhiều đồ ở đây nè, đó. Đây chính là bộ Sakura. Khi cô bé còn nhỏ nè, khi cô bé lớn rồi và lạnh hơn nè, đó. Tiếp theo là gì nào? Tiếp theo đó chính là bộ Attack on Titan, rất nổi tiếng với thằng mập địch nhưng ngu như bò. Và có 3 bức tường để chặn tụi nó không đi vô ổ. 3 bức tường đấy không phải chặn tụi nó đi vô nha, mà để nhốt con người bên trong cho tụi nó thịt dần dần, giống như là tụi nó ngu nhưng mà tụi nó biết nuôi heo vậy. Ăn cái gì, trồng con gì. Và cái bọn bị nuôi trong tường thì nó cũng khá thông minh khi tạo ra được cái vũ khí gọi là cái dao rọc giấy ODM nè. Chém bọn Titan ra bã nhưng không bao giờ chém hết, chém xuống 100 năm mà không hết. Nhưng bọn Titan này là do một cái quốc gia bên ngoài nó thả vào, đó chính là bọn người Melee. Và bọn người Melee nó cho... Đây là dây chuyền của một đứa nội gián. Không phải nội gián, mà là người phản bội. Cũng không phải là người phản bội. Đây chính là một người gốc ở trong tường. Mà cái tường nó không có gốc. Đó, bị nhốt vô. Đây là dây chuyền của cha nhân vật chính. Mở ra bí mật về thế giới loài người các bạn nha. Đây, họ không phải là những con người cuối cùng. 4 cái biểu tượng này là 4 biểu tượng quân đội trong phim Attack on Titan. Có những đội như là huấn luyện nè, chính xác nè, quân cảnh nè, rồi công an phường nè, ok luôn. Đây là nguyên bộ Attack on Titan. Tiếp theo chúng ta lên con gì nào? Đây chính là bộ nhẫn Sharingan. Có rất nhiều mắt của Sharingan. Ủa, có nhiều Sharingan là mắt của nhiều nhân vật khác nhau. Ví dụ như là mắt của Uchiha Sasuke nè, mắt của Marada. Phải không ta? Hay là thằng đeo mặt nạ? Bay không nhớ tên các bạn nha. Đây có rất nhiều mắt nè. Và ở đây có 2-3 cái lạc loài, giống như là đây là nhẫn của Itachi, nó lạc loài trong này. Biểu tượng đám mây của Akatsuki. Và bộ này có 10 cái nhẫn.
Giá một hộp nhẫn như vậy chỉ có 250 ngàn. Các bạn mua lẻ là bao nhiêu nào? Là 60 ngàn một cái, 6 × 10 = 600. Trong khi mua nguyên bộ giá rất rẻ, còn có dây chuyền đi kèm và một cái hộp rất đẹp để trang trí. Ok, nguyên hộp nha. Rồi, chốt đơn. Ngọc rồng. Các bạn thấy không, ở đây có hai loại ngọc, đó là ngọc vàng và ngọc xanh. Tính ra giống biểu tượng âm dương thái cực vậy. Một âm một dương. Nhưng không, đây là bộ ngọc rồng cùi bắp ở thế giới cùi bắp của loài người. Đây là thế giới ngọc rồng siêu cấp trong phần siêu cấp của loài gì thì không biết. Nhưng bộ nào gắn liền với tuổi thơ của nhiều người, đó chính là bộ ngọc rồng này. Bộ ngọc rồng mà thế hệ 8X, 9X hằng ao ước. Các bạn sẽ treo lên nóc nhà và đêm trăng tròn mà ước con rồng, hy vọng các bạn không bị biến thành khỉ. Các bạn nào từng dành 501 để mua một cuốn truyện Dragon Ball? Truyện Dragon Ball lúc đó là 2.000 đến 5.000 một cuốn năm 1996 các bạn nha. Làm gì có 5.000. Truyện là 3.000 đồng một cuốn. Đến 2006 thì lên là 5.000 một cuốn. Đến bây giờ thì 20.000 một cuốn và bay cũng không mua chuyện bây giờ nữa. Phải đọc trên mạng, đấy là ngọc rồng siêu cấp đại diện cho ngọc rồng lúc bấy giờ. Toàn là Super Saiyan, tóc xanh, tóc đỏ, tóc highlight, tóc nhiều màu và đánh nhau xuyên vũ trụ, xuyên không gian thời gian luôn các bạn nha. Đây, ngọc rồng siêu xịn và nó cũng có đủ ngôi sao trong như là ngọc rồng màu vàng. Ngọc rồng siêu cấp. Cuối cùng chúng ta có set gì nào? Đó chính là set đồ của Naruto. Đây chính là các loại kunai nè. Không có cái shuriken nào cả mà là kunai và một cái đao. Những cái này thì bay không hít tên vì bay chưa coi Naruto bao giờ. Có cái dây chuyền lằn lá ở đây. Dao này chắc dao cầm tay rồi. Mấy cái này, ủa thì cái nào cầm tay chứ lằn lẽ còn chân vậy? Đây không dùng chân sử dụng được nha. Tuy nhiên vẫn một số người sử dụng được. Hai mặt nó đều như nhau luôn. Và các set đồ đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye. Bye bye bye. Chăm chăm. Các bạn hãy đăng ký kênh để xem các loại hàng mới và kỳ lạ nhất nhé. Để đặt hàng hãy vào Lazada, Shopee, Sen Đỏ của Buy Store. Hoặc inbox trực tiếp Facebook và buybuby.com. Đổi quà miễn phí ở tập 226.